693 nha, mã số 693 là một cây linh sam rừng rin. Đó, một cây linh sam rừng rin nha. Rừng rin nhưng ở ngay chỗ đây nó có ghép một cái bo 86. Dính một cái bo 86 rồi. Đó thì nếu mà ở đây ghép rồi thì về mình sẽ ghép thêm ở đây luôn, 86 luôn cũng được. Cho nó theo luôn. Rồi cây này là lũa thép âm thanh luôn nha, lũa thép rin luôn, cái này là lũa rin luôn. Không tác động máy móc nha. Cây này là cây lũa rin của cây luôn. Rồi cây này có tổng hoành nha. Cây này có tổng hoành là 25, có tổng hoành 25. Hoành thân này đo được là 12. Cây cao đến ngọn lũa nha, cây cao đến ngọn lũa luôn. Là 73, cao đến ngọn lũa 73 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 28. 28 nhân cho 21. Đó, 28 nhân cho 21 lọt lòng nha. Cái chậu này là chậu chậu đất nung, chậu đất nung nha, chậu đất nung. Rồi cây này nhà vườn em xin giao lưu là 1,2 triệu bao ship cả chậu luôn nha, 1,2 triệu bao ship cả chậu luôn. Đó, linh sam rừng rin lũa thép luôn nha, đó lũa thép luôn nè, lũa thép nguyên rin luôn nha. Nhà mình xem tham khảo. Anh Tuấn Lai nói sợ nhất báo giá mà nói mãi không ngưng thôi. Nước cứ cà ba cà ba cà ba. Anh Hữu Hải hiểu nói còn quên á, xịt 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 còn anh Văn Nghĩ Ho nói là Sơn nói cà lăm nhìn giống anh Tiến Lục quá. Biết anh Tiến Lục không? Chồng của bà cái gì Trang Trang đó Ồ, cũng biết mà đó đó. Không, cái hồi chiều anh coi cái ông mà mập 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 mà hình như là dân Phú Yên rồi phải, cái ông dân Phú Yên gì đó mà hay hay nói cái gì đó, nói chung là mập mập tròn tròn mà dân Phú Yên, ông nó cũng cũng trong top hài á, nó giờ cũng cũng nổi tiếng á, lộn nào coi mà cười chiều giờ. Dạ rồi, mã số là 693 nha, 1,2 triệu bao ship cho cây linh sam rừng rin này luôn. Cây này là đã có ghép được một bo 86 nha, Anh thì Văn về Nghĩ mình cứ Ho, ghép thêm nữa là ok thôi. nó trồng thu trang. Dạ rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn nha, nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn.